Tiến Bình Dương chào tất cả những anh em thợ máy trên toàn quốc nha. Chúc anh em một buổi chiều làm việc hiệu quả và chúc anh em luôn luôn mạnh giỏi ạ. Hôm nay thì chuyên mục của Tiến lại muốn giới thiệu đến cái máy Smart Tool 2. Thì trong thời gian vừa qua thì có rất nhiều anh em gọi điện hỏi giá về cái máy Smart Tool 2. Và có nhiều anh em thắc mắc là tại sao lại có máy là giá thành 9.8 triệu, rồi giá thành 11.8 triệu, rồi giá thành 15.8, 16.2. Đó, thì hôm nay Tiến xin trình bày với anh em như sau này. Thực ra về cơ bản về cái phụ kiện của máy thì anh em nhớ này, máy thường tức là máy phiên bản tiết kiệm với máy phiên bản cao nó chẳng khác nhau cái gì cả. Nó chỉ khác nhau ở cái thông tin phần mềm ở bên trong cái máy thôi các anh nha. Đó, ví dụ như về phần máy ở đây thì nó giống nhau hết nha. Đó. Cái máy này là cái máy 15.8. Cái máy này thì là cái máy 11.8. Còn cái máy này thì là cái máy 16.2. Đó. Từ thấp đến cao. Thì về cơ bản mọi người chỉ cần hiểu đơn giản này, máy là giống nhau hết. Đó. Có nhiều anh em thợ vẫn thắc mắc là không hiểu tại sao, nhưng mà Tiến giải thích cho một lần nữa là gì? Máy là cơ bản là giống nhau hết, về phần cứng là giống nhau hết. Đấy. 11.8 triệu này. 15.8 này. 16.2 này, đó, máy nào cũng giống nhau hết nha. Đó. Còn về phụ kiện. Đó, phụ kiện thì là đầy đủ nha. Đó, phụ kiện là đầy đủ. Phụ kiện thì tất cả các máy là tương đối giống nhau, mà nó chỉ khác nhau ở cái chỗ là cái máy cao cấp này thì nó có thêm cộng cáp mở tua dòng Suzuki. Còn cái máy 15.8 này thì nó có cái chức năng mở tua các dòng xe qua dây Kalai của Honda xe số, nhưng lại chưa có chức năng mở tua của Suzuki. Đó. Còn cái máy 11.8 thì nó cũng có tất cả các chức năng, nhưng nó lại thiếu hai chức năng của hai cái máy này, đó là không mở tua được Suzuki, không mở tua được những dòng xe chúng ta muốn nạp phần mềm mở tua máy. Đấy, thì cái này là 11.8. Thế vậy thì còn cái máy 9.8 triệu nữa thì sao? Thì nó cũng như vậy thôi, nhưng nó khác ở cái phần mềm. Và cái máy 9.8 triệu thì nó thiếu cái cổng, thiếu cái cổng này nha. Đó, nó sẽ không có cái cổng này. Thì cái cổng này, cái này gọi là cái mạch để chúng ta tua đồng hồ. Đấy, mạch để lập trình audio tua đồng hồ. Đó, thì bây giờ Tiến lấy ví dụ này. Cái máy này đang là 11.8 đi, thì chúng ta chỉ cần bỏ cái này ra thôi, thì có nghĩa là bộ phận cái máy này này, nó sẽ tương ứng là gì? Là 9.8 triệu. Đó, nó chỉ như thế thôi. Cho nên là anh em nhớ là về chức năng là giống nhau hết, nhưng nó chỉ khác nhau về cái phiên bản thôi. Đó, phần về cái góc độ về phần cứng là như nhau. Đấy. Còn trên phần cao cấp thì nó có thêm một cái chức năng là full chức năng ở trong phần mềm thôi. Còn phần cứng là như nhau. Thế vậy thì bây giờ này, cái máy 15.8 này với cái 11.8 nó cũng giống y nhau, tất cả về linh kiện là y chang nhau hết. Nhưng mà nó khác về cái phiên bản. Bây giờ Tiến sẽ mở cái phiên bản 11.8 cho anh em coi. Ở đây chúng ta kéo xuống cái mục là Gmap Tuning này, hoặc là chúng ta vào cái phần thông tin của máy này. Đây, chúng ta vào thông tin của máy này. Đó. Thì cái máy này nó là 9.92T. Đấy. Thì cái bản này là bản gọi là 11.8 triệu. Không có chức năng mở tua IC và cũng không có chức năng mở tua dòng Suzuki. Còn cái máy tiếp theo này, máy thứ hai này, thì cái máy này là 15.8. Thì đối với cái máy 15.8 nó khác một xíu nữa là nó hơn được cái phiên bản đó 19.2 full. À, cái này là mình mới nhập về, thì cái này bây giờ bên phía công ty cũng đã cập nhật cho mình hết rồi.
phía công ty đã nhập cập nhật hết rồi. Vậy thì hai cái máy này là chức năng là như nhau rồi đó. Máy số 3 này các bạn này. Đấy. 9.9 2F là full rồi đó. Đó là hai cái máy này là phiên bản là giống nhau rồi. Đấy, là hai cái máy này là phiên bản giống nhau. Nhưng cái này vẫn được bán với giá thành 15.8. Là bởi vì cái này chưa có cộng cáp mở Suzuki. Còn cái máy này thì có cộng cáp mở Suzuki, nó là 16.2. Thế vậy thì bây giờ nếu các bạn có cái máy này rồi, chỉ cần mua thêm cộng cáp nữa thôi là xong. Đấy, cho nên những anh em nào mà đang sử dụng máy 15.8 chỉ cần cập nhật phần mềm miễn phí lên và mua thêm cộng cáp 400.000 nữa là chúng ta có thể là thành cái máy 16.2 rồi, phiên bản cao nhất rồi. Đó, thì như vậy là chúng ta có thể là kết nối được về cái phần mở tua của Suzuki đây này. Đó, đây nhá. Tôi vào cái phần Gmap này. Đó, Gmap. Đó, chúng ta có cái chức năng là Yamaha Suzuki. Đó, có Rider và NVX. Anh em nhớ nhá, cái việc mở nạp phần mềm này là chưa hỗ trợ cho X-Center 150 đâu nhá. Chỉ hỗ trợ con xe ấy thôi, con xe NVX thôi. Chứ chưa hỗ trợ Suzuki X-Center đâu, chỉ hỗ trợ Suzuki Rider Sachiya thôi. Đấy, cho nên là đấy là cách để anh em lựa chọn cho mình một cái máy cho phù hợp. Đó, nên mọi người nhớ là máy nó chỉ khác nhau về cái thông tin phiên bản của máy phần mềm thôi, còn về phần cứng là tương tự, nó cũng giống nhau thôi anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em đã đón xem video này. Đó, anh em nào mà lựa chọn mua thì ủng hộ cho Tiến Bình Dương nha. Anh em mua ở Tiến Bình Dương anh em sẽ được bảo hành toàn quốc vậy nha. Chào và hẹn gặp lại anh em.